Xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới, đó là bánh cuốn. Nhưng mà làm cách nào để là làm nhanh cấp tốc, thần kỳ luôn các bạn ơi. Cách này là làm mình thấy là nhanh gọn nhất mà rất là ngon nè. Thì để làm món này mình cần có nguyên liệu gì nè? Mình cần có bột gạo. Bột gạo này hôm nay đi chợ thì có loại này, bột gạo Vĩnh Thuận nha. Một gói như vậy là 454g, tức là 1 pound. Mình cần có bột khoai tây, bạn không có bột khoai tây thì mình làm bột năng không sao hết. Nhưng mà thường thường bột khoai tây á, mình thấy cái bánh ra nó sẽ ngon và dẻo mềm ngon hơn. Mình cần có 1 pound thịt xay. 1 pound thịt xay tương đương với 450g nha các bạn. Mình cần có nấm mèo. Đây, nấm mèo mình có 30g, mình ngâm cho nó nở nha. Mình ngâm khoảng nửa tiếng là nó nở à. Nấm mèo thì mình dùng loại này, bạn mua loại nào cũng được ha. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp mình pha bột nha. Trước hết mình cho nguyên cái gói bột gạo vào đây. Kế đến mình cho 1 cốc bột khoai tây, 1 cốc tương đương với 138g, 1 muỗng cà phê muối. Kế đến mình cho 1 lít rưỡi nước vào đây. Mình trộn đều nó lên. Rồi sau khi mình trộn đều nó lên á, thì mình để nó đây mình ngâm nó khoảng 1 tiếng nha các bạn, cho bột nở rồi mình mới làm bánh được. Trong khi chờ đợi mình ngâm bột thì mình sẽ đi làm thịt băm nha các bạn. Mình cho thịt vào đây. Mình cho thịt vào cái chảo và mình cho vào đây 1 cốc nước tương đương với 250ml. Làm cách này thì thịt nó sẽ tan ra, nó không có bị đóng cục cục quá các bạn. Mình nấu cho tới khi mà nó cạn nước và cái thịt nó chín à. Rồi đây các bạn ơi, nó đã hết nước rồi nè. Bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn nha. Cho vào đây nấm mèo, hay còn gọi là mộc nhĩ. Mở lửa nhỏ nhỏ thôi, thí dụ mình có 9 số mình mở lửa số 3 thôi. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê, bột nấm hay là bột súp gà gì cũng được nha. Kế đến mình cho một ít tiêu, khoảng 1/4 muỗng cà phê tiêu, tiêu xay. Rồi mình trộn đều lên. Đường thì mình cho vào đây một ít xíu thôi các bạn, khoảng nửa muỗng cà phê đường thôi. Rồi mình trộn đều nó lên. Kế đến mình cho vào đây củ hành. Mình cho vào đây là cũng khoảng một chén củ hành cắt hạt lựu á. Rồi mình trộn nó lên, đều lên. Cái này mình không có nêm nếm đậm đà nha các bạn. Mình chỉ nêm nếm cho có vị thôi. Bởi vì lát mình còn ăn với lại nước mắm á. Rồi bây giờ mình mở lửa lên. Mình mở lửa lên là medium, tức là lửa số 5 nha. Lửa vừa vừa, lửa số 5. Rồi các bạn ơi, sau khi mình xào lửa số 5 khoảng 2 phút là nó chín rồi ha. Hành củ nó chín rồi, mình tắt lửa. Và mình cho vào đây nửa chén hay nửa cốc hành phi nha. Hành phi ở nhà phi, bạn thấy cái màu hành phi đẹp dễ sợ không? Đó, phi mình để đông đá rồi mình lấy ra mình xài dần á nha các bạn. Nè, để đông đá mình lấy ra xài dần á, mà nó giòn rụm luôn á. Rồi, bây giờ mình xào nó lên. Mình tắt lửa rồi nha. Mình trộn nó lên như vậy. Hồi ôi, thơm ngào ngạt luôn các bạn ơi. Và bây giờ là mình đi đổ bánh nha. Rồi, bây giờ mình chia sẻ các bạn cái khuôn này. Cái khuôn này mình mua... mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Bạn có thể mua cái khuôn này về làm bánh crepe hay là làm bánh cuốn. Làm rất là ngon mà dễ lắm các bạn này, nhìn nè. Ở dưới đây nó có một cái đáy gì nè. Rồi mình ụp nó xuống đây. Đó, mình cho nó vô là nghĩa là mình đang cho nó gắm điện vô á các bạn. Rồi mình mới mở nó lên. Khi mà mình mở nó lên á, thì bạn để cho nó khoảng 4 phút để cho nó nóng này nha. Khi mà mới mua về bạn nhớ rửa nó. Thí dụ như mình lấy cái khăn giấy á, mình chậm, mình lau mình chùi này và mình nhớ bỏ một lớp dầu vô trên cái khăn giấy rồi mình chùi cho nó luôn. Thì cái khuôn này nó sẽ đi với là cái dĩa, nó đi với cái dĩa và cái xuống này nha. Khi mà cái này nó nóng lên rồi á, mình bắt đầu mình đổ rồi nó rất là dễ. Bây giờ mình làm cho các bạn xem, mình quậy bột lên nha các bạn. Bột lúc nào cũng vậy, mình làm cái gì liên quan tới bột á, trước khi mình dùng mình nhớ quậy lên cho nó đều, tại vì nó lắng xuống á. Rồi sau đó mình cho vào cái dĩa này. Cách làm này rất là đơn giản luôn. Rồi khi mà cái này nó nóng lên rồi, mình lấy cái này ra. Khi mình nhúng vào đây là mình đếm 1, 2, 3, mình làm nhanh nha các bạn. Bạn làm chậm quá nó sẽ bánh nó sẽ không có đẹp. 1, 2, 3. Đó. Rồi mình lấy nó ra. Thí dụ như bạn lấy ra mà nó bị nhiễu bên hông như vậy nè, thì không sao, mình chùi nó. Nhớ nha là khi mình nhúng vô là 1, 2, 3, mình lấy ra liền. Đừng có để lâu. Mà bạn để lâu xong bạn nhúng thêm một lần lại nữa đó, là cái bánh này nó rớt ra ngoài liền à.
Làm cái này lúc đầu bạn sẽ không có quen tay thì bánh nó sẽ không đẹp, nhưng mà từ từ mình quen tay thì bánh sẽ đẹp lắm nha. Và trên cái mâm này nè, mình quét một lớp dầu, dầu hành phi á các bạn, cho nó thơm. Đây nè, dầu hành phi tức là mình phi hành hương với lại dầu á cho nó thơm á. Bánh nó rất là mau chín nha các bạn, khoảng mười mấy 20 giây là nên bánh nó chín, tùy theo bạn làm dày hay mỏng nữa. Khi mà chín á là bạn thấy cái này nó tróc lên nè, đừng có để lâu quá. Khi mà bạn thấy nó nổi giống như vậy là, một là cái lớp bánh của mình nó mỏng, nó nổi bong bóng vậy nè. Hai là cái lò của mình nóng quá đó. Nè, bây giờ nó chín rồi, mình ụp nó xuống và mình có thể lấy cái tay mình giúp nó. Ụp nó xuống như vậy. Rồi làm thêm cái nữa nha. Thì ở đây thì mình cho nhân vào. Rất là đơn giản phải không ạ? Quét một lớp dầu ở đây. Khi mình cuốn này xong là bánh nó cũng chín rồi đó. Rồi cũng giống vậy, mình lấy cái tay nè. Nếu mà nó không ập xuống thì mình lấy cái tay mình giúp nó, mình lấy nó xuống. Đó. Đơn giản không các bạn? Nếu mà nó lỡ dính trên đây á, thì mình lấy cái khăn giấy á, mình chùi nó xuống. Lỡ dính bột lên mình chùi xuống rồi mình ụp xuống đây. Rồi mình cứ tiếp tục mình làm, rất là đơn giản luôn. Mà nhanh nữa, làm cái này mình thấy nó nhanh lắm các bạn. Không cần đứng ngay chỗ cái lò lửa nó nóng. Bánh cuốn rồi các bạn. Nó mỏng như vậy nè. Nhanh với sợ chưa? Và mình cứ tiếp tục mình đổ cho tới khi hết bột thôi nha. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Bánh cuốn cấp tốc. Làm rất là nhanh. Mà ra cái bánh nè. Rất là ngon luôn đó. Các bạn thấy cái vỏ nó mỏng không? Thì mỏng hay dày là tùy theo mình nhúng vào trong cái bột nha các bạn. Nhúng cái khuôn vào trong cái bột á. Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Cho các bạn xem. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Nước mắm thì mình chia sẻ rất là nhiều lần rồi, cho nên hôm nay mình không có chia sẻ nước mắm. Cái nước chấm này ăn với bánh cuốn thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả cho các bạn nào mà muốn xem cái cách làm nước mắm á nha. Mời các bạn nha. Ngon quá. Cái vỏ nó mỏng các bạn, cho nên ăn thấy nó đã lắm. Cho nhiều nhân vô thì cái công thức mình chia sẻ lúc trước á, thì nó cũng tương tự như vậy. Bạn nào thích thì có thể thử nha. Công thức này mình làm cũng tương tự như những cái công thức lúc trước mình làm. Cái khuôn này lúc đầu giống như mình nói lúc nãy là nó khó, nó hơi khó làm. Nhưng mà khi bạn làm vài cái quen tay rồi đó thì nó rất là dễ luôn. Mình chỉ cần nhúng cái khuôn vô trong cái bột vài giây thôi nha, dưới 3 giây lấy ra. Trời ơi, nhanh vô cùng luôn. Công thức này là dành cho bạn nào mà ở xa khu vực hay là muốn làm ở nhà, tự đổ bánh ướt ở nhà, rồi làm bánh cuốn ở nhà thì mình làm công thức này cũng đơn giản mà nhanh gọn nữa. Và các bạn ơi, video này mình xin cảm ơn bạn YouTuber tên là Yin Lì Food and Life. Mình sẽ để cái tên trên cái màn hình này luôn để các bạn nào có thể vào đó và theo dõi. Mình thấy cái này rất là hay cho nên là mình theo dõi và mình làm. Nhưng mà mình không có làm cái công thức pha bột của bạn Dinh Lì. Các bạn có thể thử của công thức của bạn ấy hay là thử công thức của Katie nha. Mình biết được kênh này là bởi vì chị Kim Trần, chị email cho mình và nói mấy tuần trước, nói Katie ơi, chị là fan của em và chị thấy cái này rất là hay nè, em làm thử xem nha. Thì mình cảm ơn lại kênh Jenly Food and Life và mình cảm ơn luôn chị Kim Trần rất là dễ thương đã email cho mình và giới thiệu cái kênh này, cho nên mình mới biết cái cách làm bánh ướt, bánh cuốn bằng cái máy crepe maker. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc.
Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.